trân trọng cảm ơn ekip các thầy các cô đã đồng hành cùng với các con suốt thời gian vừa qua, cùng với các thầy về bên âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật cũng như ekip thì em chúng ta đã ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của các con để lưu giữ lại những cái kỷ niệm rất là đẹp của mùa thu năm 2023, và hy vọng rằng sau chúng ta sẽ có một kỳ festival sẽ quy mô hơn, sẽ chất lượng hơn, sẽ có rất nhiều các học viên và sẽ rất nhiều những bộ môn khác nữa mà PDT sẽ trải nghiệm để cùng với các con, cùng với những vị phụ huynh của thành phố Nam Định thân yêu. Và giờ đây thì chương trình đã thành công, một lần nữa xin được tri ân với toàn thể tình cảm của quý vị phụ huynh cùng tất cả các ekip của buổi ngày hôm nay, của bộ phận âm thanh, ánh sáng, vi hình và các thầy cô, và xin được cảm ơn quý vị phụ huynh rất là nhiều đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi tin rằng với tầm nhìn chiến lược đến từ ông Vũ Duy Dân, giám đốc của trung tâm đoàn TNT đã cùng vừa chia sẻ với quý vị, thì chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới trung tâm đoàn TNT của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và uy tín hơn nữa trên thị trường âm nhạc của Nam Định. Và một tràng thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chúc mừng trong chương trình ngày hôm nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và cảm ơn quý vị rất nhiều.